Tôi xin nâng ly vì cô Bacharia, cô ấy siêu giỏi giang bên chúng ta. Xin mời. Cảm ơn sếp. Tôi rất hân hạnh khi được làm việc với tất cả mọi người, đặc biệt là cô Beth. Cô ấy siêu cộc cằn. Thời gian làm việc, tại sao chỉ chăm chăm cho điện thoại? Tại sao lại làm như vậy hả? Cô ấy siêu hống hách. Mẹ muốn con có đôi có cặp, công việc cũng tốt, kiếm tiền cũng giỏi, chỉ kẹt ở chỗ chưa có bạn đời thôi. Nhưng lại thế yếu trong chuyện tình cảm. Anh ấy siêu dịu dàng. Khi nói chuyện với nhau á, mắt nhìn thẳng vào đối phương, truyền đạt lòng chân thành cho đối phương biết. Tôi đang diễn cho cô thấy là nên làm như thế nào mới khiến cho đàn ông siêu lòng. Khi trái tim được khởi động, ai lại đi yêu một người nhỏ hơn một giáp chứ. Nó quan trọng ở trái tim thì đúng hơn. Những thách thức cùng xuất hiện. Anh ơi đừng đi mà. Ai đã gỡ cho chế? Đừng khiến cho trái tim của tôi đập mạnh hơn bây giờ nữa. Đôi khi sẽ có một ai đó có thể. Cô là cô Bát đúng không? Chịu đựng được một người phụ nữ độc ác như tôi. Cưới nàng phù thủy phát sóng 7 giờ tối từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần trên kênh SCTV 6.